Thì khi chúng con bước chân vào trong chùa thì chúng con cũng cảm thấy một cái sự thanh bình, thanh thản và có một cái sự rất là bình an trong tâm hồn. Và nghe những lời quý báu giảng dạy của quý sư cô, chúng con cảm thấy rất là hoan hỷ. Con xin đại diện cho tập thể nhân viên khách sạn Malibu kính chúc quý ni sư được nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường hoằng dương chánh pháp và đem những lời giảng dạy quý báu đến cho chúng con để tất cả đều được an lạc. Xin cảm ơn. Là quản lý phải không của Malibu khách sạn. Thì sư có ra Malibu rồi, có nhớ không? Mình là người quen của nhau rồi. Và cái bài pháp giảng tại Malibu là bài gì, ai có nhớ không? Bài gì? Bài pháp giảng tại khách sạn Malibu sống đẹp, đúng chưa nào? Xin cho một tràng pháo tay về kỷ niệm của chúng ta. Thì hôm nay thì Sa Lệ lên cảm ơn sư, nhưng mà sư cũng rất cảm ơn khách sạn Malibu đã tạo duyên cho sư được ra Vũng Tàu và giảng pháp ở tại một khách sạn. Giảng pháp ở khách sạn mới là cái điều đặc biệt chứ, vậy mà ở đây đã tổ chức được cho sư rồi, sư cảm ơn rất là nhiều. Và các anh chị em theo lời tiêu triệu của anh Chánh Thành đã về chùa Thiên Quang và rất mong có sẽ rất nhiều dịp như vậy. Dạ, xin cảm ơn những lời nói rất dễ thương của chị Gia Lệ và cảm ơn toàn thể nhân viên khách sạn Malibu. Dạ, chúng con xin chân thành tri ân công đức của quý thi sinh. Và nhân đây thì em cũng cảm ơn đến anh Thành đã tạo cơ hội cho nhân viên Malibu có cơ hội được đến chùa Thiên Quang để chúng em có được một ngày an lạc hôm nay rất là ý nghĩa. Dạ, thì có lẽ không phải chỉ riêng con là em là và có theo em nghĩ là có rất nhiều người ở đây có đôi khi cũng sẽ có những cái hoài nghi trong cuộc sống. Ví dụ như là nếu mình sống tốt thì mình có nhận được cái quả báo tốt hay không. Nhưng cho đến khi em có cơ hội được làm việc với anh Thành thì em phải công nhận hoàn toàn điều này là đúng. Và anh Thành như là một cái cầu nối giữa đạo và đời. Sự thành công, lòng nhân ái của anh Thành cũng là tấm gương để tất cả mọi người ở đây có thể noi theo. Sống làm sao phải cho thật ý nghĩa và sống làm sao để đem lại lợi ích cho đời. Anh Thành thường hay nhắc nhở mọi người như vậy. Một lần nữa em kính chúc anh Thành và chị Nhung được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Là sư rất mong Malibu còn trở lại Thiên Quang nữa nha. Có thích không? Thích không? À.